từ hãng game của Trung Quốc nhưng luôn cố làm bạn tưởng nó là của Nhật Bản. Ủa hoan, không phải của Nhật Bản hả? Ủa nhưng mà... Ok. Chào mừng đến với thế giới của Identity Fight, tựa game sinh tồn với đoạn đầu game làm bạn tưởng mình đang chơi một game online kinh dị trinh thám. Nhập pha vào người thám tử Orpheus để tìm hiểu về người đã gửi cho một lá thư kỳ lạ. Nhưng thật ra đây lại là một tựa game online tống hài thời trang, nơi mà streamer nào cũng có drama và chơi một trận đấu bạn cũng sẽ gặp drama, với một cộng đồng Weibo mặc cho phong cách đồ họa game không mang tí nét nào Nhật Bản. Tiến vào game với hai phe không hề cân nhau để lựa chọn. Phe sinh tồn với những người bị chủ trang viên dụ vào lâu đài với nhiều lời hứa hẹn để tham gia một trò chơi bệnh hoạn mà họ bị lùng giết bởi. Phe hở săn với vô số thế lực siêu nhiên từ thực thể thần linh, trong truyền thuyết, yêu ma quỷ quái và một anh gái gừng đáng yêu hương yêu động vật cùng với chú nai sừng tấm của mình bị đập ra bạ, bị chú nai bị giết và anh bị chụp trầu nai vào đầu kẻ tới mức không gỡ ra được. Điệp mẹ em đắc và lỡ. Hãy làm quen với những nhân vật khởi đầu mà bạn gần như không bao giờ đụng vào sau khi đã biết cách chơi. Vì nhà làm game dù liên tục thay nhân vật mới mạnh với lối chơi thú vị lẫn khó hiểu thì lại không hề biết cách cân bằng game. Đến độ một số nhân vật bị cấm chơi các chế độ nhất định luôn. Like what the fuck nhé. Sau đó cày hàng giờ liền để tung xuống hầu chạy phì giả trên đường đời dài hăm hẳm mà bạn không bao giờ đến được điểm kết trước khi cuộc đời mình kết thúc. Ý mình là cùng xứ ngầu để chàng thám tử điều tra trên một con đường đồ họa vô cùng dễ thương, rồi ngày một tông tối giống như chính cuộc đời của bạn vậy. Thu thập những manh mối mang hình dáng mảnh ghép xếp hình để mua những nhân vật trong trò chơi mà theo cốt truyện thì bên sinh tồn hóa chắc chắn là chết hết rồi. Điệt mẹ game đắc vờ lơ. Thế nên nhập vai vào 4 người giống giót và dạy mã năm mấy chạy hấp map để mở cổng và chạy khỏi thợ săn trước khi... Đây là Dead by Daylight mà. Ủa nhân viên nó đi, mấy ông làm gì ở đây ơi? Tận hưởng nhiều chế độ chơi của game như 4v1, lối chơi cơ bản nhất của game với vô số lỗi thường xuyên xuất hiện mà người chơi bây giờ chỉ cười và cho qua vì nó thường xuyên vơ cơ lơ. Nói tôi nghe nữa đi, cục hình biết bay biến gì đang được chắc bế. 8v2 với một số hung dừa nhất định với chức năng gọi điện thoại cho người thân và ăn hiếp hunter bằng súng pháo. Và hết rồi, chứ không ai chế độ này. Hết rồi. Cây miệt mài game để kiếm không chỉ mảnh ghép mà còn cả bóng đèn và cầu gacha để mở cầu với hy vọng có được skin cho nhân vật bạn thích. Hy vọng. Cho đến khi bạn quyết định ra đứng đường Trần Duy Hưng để có tiền nạp game quay cho ra được cái skin đó. Mình đang làm gì với cuộc đời thế này? Với sự ham sai của một số nhân vật điển hình như Đúc Đích, Móng Heo, Mày Lại Đây, Mommy, Bánh Bạch Tuột, Oreo, Người Lớn Tuổi 1, Người Lớn Tuổi 2, Bò Sát Nhưng Mà Có Con, Chi Nhện, Mất Đầu 1, Mất Đầu 2, Nhân Vật Level 1 mặc đồ cơ bản trong mỗi game mà bạn biết, Nữ Bắt Chắc, Ngày Cướp Vợ, Gì Cũng Ngon Trừ Hàng Họ, thì có đủ má dục cái bóng đèn giùm tôi đi. Avatar của game, Lên Ghế Là Hỏi Cứu, 3v1, Lính Gây Hơi, Cắm Sưng, Top Bang của Đấu Giải, Bắt Nạt Hunter số 1, Bắt Nạt Hunter số 2, Bắt Nạt Hunter số 3, Hú Cân của Hunter, Cowboy Debop, Cai Năm Máy, Múa Ba Lê Trên Nền Nhạc EDM, Không Dành Cho Trẻ Vị Thành Niên, Trai Chơi Bi, Gái Chơi Súng, Trai Chơi Xác, Lắc và Làm Dâu Chầm Nọ. Nghiêm túc đó, mấy người xếp nhà tiên tri bao nhiêu cái huyền vậy? Hắn đụ nhà tiên tri nó hở cái đéo. Đừng mở cộng đồng gây vào lên. Dead by Daylight Mobile Edition. Ủa hoàng Dead by Daylight có mobile rồi hả? Coraline Online.